Xin chào mọi người, mình tên là Hoàng Nhân Thiên Tâm. Hiện tại mình đã tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh Đà Nẵng và mình rất vinh hạnh khi được nhập học vào trường University of Regina ở Canada. Bên cạnh đó mình đã được nhận được học bổng $3,000 từ bên trường. Mình và gia đình đã có rất nhiều cảm xúc khác nhau, vui cũng có nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều lo lắng vì bố mẹ mình biết rằng mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn và sẽ cần phải vượt qua rất nhiều thử thách trên con đường du học. Mình quyết định chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh bởi vì mình đã có đam mê về kinh doanh từ khi bắt đầu bước chân vào trường trung học phổ thông. Mình đã được tham gia vào các hoạt động kinh doanh ở trong gia đình cho nên ít nhiều mình đã có được những kinh nghiệm cơ bản nhất trong lĩnh vực quản trị kinh doanh này. Bí quyết để mình đạt được học bổng và được nhập học trường University of Regina chính là GPA của mình. Mình đã cố gắng học thật tốt ở trên các môn văn hóa ở trên trường để đạt được điểm GPA phù hợp để được các học bổng. Bên cạnh đó mình đã được bố mẹ cho đi học IELTS từ sớm cho nên đó là một lợi thế trong việc xin học bổng tại trường. Ngoài ra trong quá trình nghiên cứu và tìm kiếm về cách làm hồ sơ để đi du học, mình gặp rất nhiều khó khăn bởi vì có quá nhiều thông tin mà mình không biết được. Thông tin nào đã được bạn bè giới thiệu đến IDP là một trung tâm chuyên tư vấn về du học. Và ở đây mình đã gặp được các chị tư vấn. Các chị đã rất nhiệt tình trong việc tư vấn cho mình về việc du học tại Canada. Và mình cũng đã được rút ngắn thời gian nhưng rất là nhiều. Cứ đến 4 tuần mình đã nhận được visa. Một lời khuyên mà mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn có ý định muốn đi học trong tương lai đó chính là trước hết các bạn hãy cố gắng đạt điểm thật cao trong việc học tập ở trên trường tốt nhất có thể. Và bên cạnh đó, các bạn hãy cố gắng chuẩn bị cho IELTS càng sớm càng tốt. Các bạn cũng cần có một sức khỏe thật tốt để thích nghi với người biết khi mà các bạn sinh sống ở một quốc gia khác. Và cuối cùng, quan trọng nhất đó chính là các bạn hãy tìm cho mình một trung tâm chuyên tư vấn về du học thật chuyên nghiệp như IDP để hành trình du học của các bạn sẽ được rộng mở trong tương lai.